Chào mọi người, tôi lại đến với bản tin của Litecoin. Trong dài hạn, chúng ta vẫn đang chờ cái mức điều chỉnh của dài hạn. Nếu trong trường hợp Litecoin nó xuống ở vùng giữa của Bollinger Band, tức là 178, bây giờ đang là 193, mong muốn nó xuống 178 và điểm mua tốt của chúng ta trong dài hạn vẫn là cái vùng, có thể là 178, có thể là vùng này 193, ok. Đúng không? Thế thì khi mà dài hạn chúng ta thấy được là cái mô hình của chúng ta, đầu tiên giá điều chỉnh về đường giữa Bollinger Band, sau đó gì ạ, phá về trung điểm của cái Ichimoku, sau đó gì ạ, lên đường viền Ichimoku, sau đó là gì ạ, tiếp tục gì ạ, lên các cái vùng cao, đúng không ạ, lên các vùng cao của giá. Cụ thể là gì ạ, điều chỉnh về cái mức đỉnh của Litecoin, tức là tầm 260. Vậy thì chúng ta chờ cái điểm mua tốt của dài hạn là 100, vùng 178 này. Thì hiện tại nó đang được cổ vũ bởi ADX khoảng vùng 30, tức là sức mạnh của nó xuống đang rất là tốt. Chúng ta chờ gom mua ở 178 là điểm đẹp nhất, thay vì 193. Thứ hai, RD52 nó cũng đang là một cái sức mua rất là mạnh nếu trong trường hợp mà giá này trên 80 Ichimoku. Nhưng lúc này điểm mua và điểm tới hạn của chúng ta là điều chỉnh về đường giữa. Vậy trong dài hạn nó giá vẫn là lên, đang mua gom này, trong dài hạn Litecoin đang lên. Chúng ta xem ở trung hạn thì sao ạ? Trung hạn thì 42 vẫn đang là cái mức RSI cho cái kênh đánh xuống ở dưới vùng 30. Vậy thì lúc này trong trung hạn chúng ta nhìn thấy một cái kênh xuống của giá. Cụ thể gì ạ? Giá sẽ điều chỉnh xuống dưới và chịu cái mức cản lúc này là ở đường viền của đám mây. Nếu trong trường hợp giá xuống dưới đám mây Ichimoku thì giá có thể xuống tiếp. Và cái mức giá là gì ạ? 173. Cái vùng này là một trong những vùng mà giá có thể điều chỉnh xuống trong trung hạn. ADX cho vùng 25, tức là giá vẫn đang có xuống sập tiếp. Vậy thì Litecoin trong trung hạn chúng ta đưa ra được các cái mô hình, đó là điều chỉnh về đường giữa của Bollinger Band rồi xuống tiếp. Đó chính là cái mô hình mà chúng ta có thể xét thấy nếu trong trường hợp giá xuống trong dài hạn chúng ta có thể mua vào. Nhưng trong trung hạn chúng ta đang nhìn thấy một kênh xuống rõ ràng, giá có thể chinh phục các mức 173. Vậy trong ngắn hạn thì sao ạ? Ngắn hạn thì đương nhiên là các cái mô hình xuống chúng ta cũng đã nhìn thấy của Litecoin. Litecoin mô hình điều chỉnh điều chỉnh về đường giữa của Bollinger Band rồi xuống tiếp. Chúng ta vẫn đang kỳ vọng trong ngắn hạn. Bollinger Band mở ra rớt xuống, các cây nến nằm ở dải dưới của Bollinger Band. Đám mây rất là mỏng báo hiệu một cơn bão đợt tới sẽ xảy ra. Cụ thể giá này nó sẽ chinh phục các mức đáy tiệm cận của 1, 2, 3, 4, 5 ngày trước, tức là vùng 173 là mức chinh phục ngắn hạn. Vậy thì khi mà chúng ta xem ở ngắn hạn là chúng ta nhìn thấy một kênh xuống, ở trung hạn chúng ta cũng đang nhìn thấy một kênh điều chỉnh xuống, Bollinger Band bắt đầu đi ngang, giá nếu được chinh phục ở dưới của Ichimoku báo hiệu một cái kênh xuống xuống. Nhưng trong dài hạn chúng ta vẫn có một cái điểm gom tốt để cho thị trường hồi phục, là chúng ta có được cái điểm lợi nhuận chúng ta điều chỉnh xuống, đúng không ạ? Và chúng ta nhìn thấy các cái mức điều chỉnh xuống để chúng ta đưa ra được các cái tín hiệu là vùng 173 vẫn là một trong những cái sóng mà giá có thể đạt được. Tiệm cận Bollinger Band là các cái mức chinh phục của giá, đỉnh cận, lân cận cũng là các mức chinh phục của giá. Do vậy chúng ta chờ các cái tín hiệu để đánh dài hạn để chúng ta đạt được các cái mức tốt của Litecoin. Vậy thì lời khuyên cho Litecoin lúc này vẫn là mua canh mua giá thấp, 194 cũng là một vùng mua, 173 thậm chí là sâu hơn để chúng ta có thể mua gom để chúng ta chờ các cái con sóng hồi của Litecoin. Mọi người đã biết được là sóng hồi của Litecoin lúc này là một cái con sóng điều chỉnh lên, đúng không ạ? Điều chỉnh lên, điều chỉnh về đường giữa Bollinger Band rồi lên tiếp. Thì đây là một trong những cái yếu tố quan trọng nhất để chúng ta có thể xác định được Litecoin nó có thể tăng lên trong dài hạn thời gian tới. Chúng ta lại xem cái điều chỉnh của Ether. Ether trong dài hạn thì Bollinger Band bắt đầu hẹp và loay hoay đi tìm xu hướng. Xu hướng của chúng ta là tại đường giữa của Bollinger Band, lúc này chưa xác định rõ ràng. Tuy nhiên giá vẫn đang tiệm cận ở đường dưới Bollinger Band, cho nên nó có một cái mức ảnh hưởng xuống nhiều hơn thay vì lên. Đúng không ạ? Bollinger Band hẹp báo hiệu một xuống đi ngang. Chúng ta nhìn thấy đám mây Ichimoku đã đổi màu, tức là đang ở kênh xuống nó sẽ đổi màu, sẽ tạo ra một cái đà tăng lên. Do vậy những cái vùng 847 chưa chinh phục được, vậy thì chúng ta cũng có thể gom dài hạn ở các vùng 847 để chúng ta có thể mua vào. Đấy là đối với dài hạn. Còn trong trung hạn, Bollinger Band hẹp báo hiệu một xuống đi ngang, Ichi cũng đang ở giữa,
toàn bộ tất cả thị trường đang loay hoay đi tìm xu hướng. Và chúng ta sẽ còn nhìn thấy tiệm cận của cái Ether nó còn loanh quanh ở vùng 878 và 828. Đây là cái vùng đang loay hoay đi tìm xu hướng. Sức mạnh của thị trường với ADX rất là yếu là vùng 18. RSI 47 chưa rõ ràng vùng mua, do vậy là gì ạ? Trong trung hạn nó cũng đang đi ngang. Còn trong ngắn hạn thì sao ạ? Trong ngắn hạn thì đang điều chỉnh về đường giữa của Bollinger Band. Trong ngắn hạn chúng ta nhìn thấy một cái cột mốc là đi xuống, điều chỉnh lên, rồi xuống tiếp, rồi điều chỉnh lên, rồi xuống tiếp. Cụ thể nó sẽ xuống các cái vùng gì ạ? Tiệm cận, các vùng thấp tiếp theo. Do vậy gì ạ? Giá có thể điều chỉnh xuống các cái vùng thấp như thế này, các vùng thấp như này. Như vậy thì mức 770, 804, 810, 821, 828 và 847. Vậy trong ngắn hạn chúng ta cũng nhìn thấy được Ether nó sẽ chinh phục tất cả các mức thấp xuống. Tuy nhiên trong trung hạn này vẫn đang loay hoay tìm xu hướng. Chúng ta chỉ xác nhận được điều chỉnh lên khi mà giá nằm trên của đám mây Ichimoku. Và trong dài hạn chúng ta không nhìn thấy giá có thể lên. Do vậy trong lúc này thì các vùng giá thấp để mua gom Ether là một điều tốt trong lúc này. Ether có thể trong ngắn hạn mua, trong trung hạn mua để gom, đúng không ạ? Và chúng ta chờ các dài hạn chúng ta sẽ mua lên. Thì đó chính là cái mà bản tin của Ether trong lúc này của kênh của tôi, cũng như là đưa ra các giải pháp để chúng ta tìm hiểu các cái điểm chinh phục của Ether trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Mọi người có thể đăng ký ở jcoin.edu.vn hoặc Zalo 0987732228. Xin cảm ơn mọi người.